Hà Độc Phú Ông. Con yêu quái đáng sợ tên là Xui. Hàng năm vào đêm giao thừa, Xui sẽ đến chạm vào đầu trẻ em đang ngủ 3 lần để lấy đi linh hồn của những đứa trẻ. Vì sợ quá, các đứa trẻ cứ khóc hét lên và sau đó sẽ bị đau đầu, hành sốt và nói nhảm. Khi những triệu chứng này biến mất, đứa trẻ sẽ trở nên vô cùng ngốc nghếch và ngớ ngẩn. Là Xui đấy, nó đến rồi, chạy mau! Mọi người nhanh tay đóng cửa lại, trông chừng tụi nhỏ nha. Sao trách được thà chứ. Bé yêu, ta đến rồi đây. Rồi sau này người sẽ làm mơ về ác mộng, đầu lúc nào cũng ngớ ngẩn và chỉ thấy mũi ta. Trời ơi, con của tôi, con tôi bị Xui ám rồi. Vì sợ yêu quái Xui hãm hại trẻ nhỏ, cha mẹ chúng thường không tắt đèn và thức qua đêm giao thừa để xua đuổi yêu quái. Trong vùng có một nhà họ Vương tên Quang nọ, sinh sống tại thành phố Gia Hưng. Tuổi đã cao, mới sinh hạ được một cậu con trai nên rất cưng chiều. Do làm ăn khấm khá nên dịp cuối năm nào, Vương Quang thường làm việc thiện, tặng gạo miễn phí cho những người lang thang, nghèo khó. Nhanh lên, nhanh lên! Nhà ông Vương Quang lại phát gạo miễn phí cho mọi người kìa! Ừ, đúng là người tốt! Nhanh đi mọi người ơi! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ! Cảm ơn ông tốt bụng đã tặng gạo cho mọi người! Chúc ông năm mới vui vẻ, phát đạt ạ! Cha, cha ơi, lại đây chơi với con đi. Con đợi cha một chút, phát hết gạo cho mọi người. Cha sẽ chơi với con, rồi cho con đi chợ sắm Tết nha. Ông Vương Quang có cậu con trai kháu khỉnh thật, nhìn thông minh, lanh lợi, sau này ắt hẳn là người có tài đó. Số tuổi lận đận, mãi mê với công danh sự nghiệp, nên lấy vợ muộn, rồi mãi mới sinh được đứa con. Nhờ trời thương, tên con tôi cũng dễ ăn, dễ nuôi các bác à. Tôi mừng lắm. Cha đang phát gạo để mọi người có một cái Tết ấm no. Con vào trong nhà đợi cha một chút. Xong việc, cha sẽ chơi với con nha. Vâng ạ. Hả? Đã bảo hết gạo rồi, sao cụ lì thế? Tính ăn vạ đến sáng mai sao? Ông lão, ông còn sao chứ? Tôi lại ông, trăm lần lại ông. Tôi đi thăm con gái ở làng bên, không ai bị bọn cướp chặn đường, cướp hết tiền bạc. Tôi đói lắm, 3 ngày này chẳng có gì trong bụng cả. Tôi xin ông cho tôi miếng cơm để lót bụng, xem như chia sẻ chút may mắn cho kẻ hèn này. Tôi xin ông. Lão ăn xin nè, sao không giỏi đến nhà khác mà xin đi, cứ nằm phá ở đây hả? Đỡ giùm ta ông lão này vào nhà, cho ông ấy ăn uống tử tế, rồi sắp xếp chỗ ngủ cho ông ấy tạm qua đêm nay. Ôi, nhưng mà ông ơi, trông ông ta bẩn thỉu quá à, sắp sang năm mới rồi, mang ông ta vào nhà là rước vận xui về nhà đó ông. Tại sao ngươi có thể nói như vậy được? Giúp được người còn hơn xây 7 tòa tháp. Một chén cơm, một chỗ ở không là gì, nhưng không may để cụ ngoài sương, ngoài gió, mai cụ có mệnh hệ nào, người ân hận cả năm sẽ là ngươi đó. Dạ, con... Lão cảm ơn ông, ông thật là tốt bụng. Ông yên tâm, tôi sẽ cho gia nhân chăm sóc ông tử tế cho đến khi sức khỏe của ông được ổn. Ông đỡ hơn rồi chứ? Đà tạ ông, tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Năm mới sắp tới, có lẽ tôi nên đi, kẻo lại bị nói là mang lại vận xui cho ông. Nè, ông đừng có lo, ông cứ ở lại đây đến khi nào sức khỏe ổn định thì hãy đi, đừng lo nghĩ về vấn đề gì hết. Cảm ơn ông thật tốt. Cậu con của ông thật thông minh. Vâng, vợ chồng tôi mong mãi mới được ngụm con vậy đó. Tôi nghèo hèn, chẳng có gì, chỉ có 8 bao bì đỏ muốn tặng ông và gia đình lấy làm may mắn trong năm mới. Trời ơi, tôi không nhận đâu, ông hãy giữ nó cho riêng mình, chắc hẳn nó phải có ý nghĩa với ông lắm. Ông cứ nhận lấy và hãy nhớ kỹ lời tôi, nhớ bỏ 8 đồng xu vào 8 phong bì đỏ này và nhất định phải ngồi chơi cùng con ông vào đêm giao thừa.
tuyệt đối không được tắt đèn, nhớ nha. Không biết là ông cụ đó bảo mình bỏ 8 đồng xu vào trong 8 phong bao đó đưa cho thằng bé cầm là có dụng ý gì đây? Mình uống tách trà đi cho đỡ lạnh bụng. Ở vùng của ta, giao thừa nào cũng có con yêu quái độc ác tới làm hại một đứa trẻ nào đó. Sao đêm nay tôi lại thấy lòng dạ bồn chồn không yên bả? Có khi nào... Chắc không phải như vậy đâu, mình yên tâm đi. Chúng ta bên cạnh con cả đêm mà. Ông đừng có lo lắng quá, lại hại sức đấy. Nhưng những tờ giấy đỏ mà ông lão đưa cho chúng ta có ý nghĩa gì chứ? Liệu nó có giúp được con mình thoát khỏi nạn này không? Bà ơi, bà ơi, dậy mau! Có chuyện gì vậy? Còn yêu quái độc ác, cứ hãy cút đi, cút đi! Một chân thần yếu ớt như ngươi làm sao có thể thắng được ta mà đòi chống chọi? Hãy bảo nộp linh hồn con trai ngươi cho ta. Cút đi, ta thà chết chứ không để ngươi làm hại con ta đâu. Cậu nhóc kháu khỉnh đây. Cái quái gì vậy? Phong bì đỏ đã phát huy tác dụng rồi. Ôi à, chết tiệt. Các người hãy nhớ đấy. Con yêu quái đi rồi, con tôi bình yên rồi. Thì ra ý nghĩa của những tờ giấy màu đỏ này là đây. Nhờ nó mà con trai ta được cứu. Cảm tạ trời đất đã thương tôi, thương con tôi. Ôi, thì ra là người chính là vi thần đã phù hộ và đổ cho con của chúng tôi được bình an. Đa tạ người. Chúng con cảm tạ ơn cứu sinh của người. Tất cả cùng nhờ tấm lòng nhân hậu và thương người của ngươi. Ngươi không nề hà việc cứu giúp người nghèo, ngay cả khi nằm mới đang cận kề. Chính lòng tốt của ngươi đã tạo nên sức mạnh để cứu lấy đứa con yêu dấu của mình. Các ngươi chỉ cần nhớ, làm việc thiện thì ắt điều thiện sẽ đến với mình. Chỉ cần bản thân sống tốt thì nhất định thần may mắn và hạnh phúc sẽ luôn bên cạnh bảo vệ. Hãy coi những chiếc lì xì đó như là đường may mắn và hãy chia sẻ cho nhau để tặng nhau những niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhờ đó, những con quỷ hung dữ kia sẽ không bao giờ có thể làm phiền con người được nữa. Con xin đa tạ lời người và hứa sẽ làm theo những điều người dạy bảo. Vào Tết năm đó, đôi vợ chồng đã kể cho hàng xóm láng giềng về câu chuyện đêm giao thừa. Từ đó về sau, họ bắt đầu làm theo và trẻ em không còn bị quấy nhiễu nữa. Hóa ra 8 đồng xu kia chính là 8 vị thần đã âm thầm bảo vệ cậu bé. Vì thế, người ta gọi tiền lì xì là tiền may mắn trong năm mới. Từ đó, tục lệ lì xì cho trẻ nhỏ vào đầu năm mới đã phát triển rộng rãi và kéo dài cho tới tận ngày nay. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Vật Ma. Đồng tiền vạn lịch. Ngày xưa, có một người lái buôn giàu có vào hạng nhất nhì nước tên là Vạn Lịch. Vạn Lịch có một người vợ trẻ rất xinh đẹp tên là Mai Thị, cũng bởi cái tính đa nghi hay ghen tuông quá đáng mà làm cho người vợ dù có sống trong nhung lụa nhưng vẫn luôn cảm thấy rất khổ tâm. Phu nhân, làm ơn cho tôi xin miếng trầu được không ạ? Vậy ông chờ tôi một lát để tôi vào lấy ra cho nhé. Cảm ơn phu nhân thật tốt bụng. Giữa ba ngày bạc mặt, các ngươi làm cái gì vậy? Đấy, ta ở nhà mà các ngươi còn dám vậy thì không hiểu những lần ta đi xa thì các ngươi còn làm những trò gì? Ồ, chàng hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm ư? Thế các người bắt ta phải hiểu như thế nào đây? Nữ lấy trầu đưa cho nam, không phải là tình cảm trai gái thì là gì? Tấm lòng của thiếp đối với chàng bấy lâu nay như thế nào, có đất trời chứng giám. Sao lại vì một chuyện không đâu mà chàng nỡ lòng nghi ngờ thiếp? Không nói gì làm gì nữa, ta không muốn ở chung một nhà với người phụ nữ lăng loàn như nàng nữa. Xin chàng nghĩ lại, xin hãy nghe thiếp giải thích. Cuộc sống sung sướng mà còn không muốn, giờ ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện. Chà,
chàng, sao chàng lại nỡ lòng nào tuyệt tình với em như thế? Ta cho các người biết, kẻ phản bội lại phản lịch ta sẽ có cái kết cay đắng như thế nào. Nàng hãy đi đi, và đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Phu nhân, sao lại một mình tới đây? Vì nhìn thấy tôi đưa cho anh miếng trầu mà chồng tôi đem lòng ghen tuông, nghĩ kỹ tôi có tình ý với anh, đuổi tôi đi. Sao lại thế được? Thôi, để tôi chạy lại giải thích cho ông ấy hiểu. Không thể vì tôi mà phu nhân bị hiểu nhầm được. Vô ích thôi. Âu là cái số của tôi không lấy được kẻ giàu sang phú quý. Nếu anh không chê, tôi xin lấy anh làm chồng, chúng ta sẽ cùng sướng khổ có nhau. Vậy là từ đó Mai Thị về túp liều tranh của người đánh dặm ở. Họ nên vợ nên chồng, tuy nghèo khó nhưng họ sống với nhau rất êm ấm, không cãi vã nhau bao giờ. 3 năm sau. Dám mổ thóc này. Đây là vàng mà. Thứ này quý giá lắm đấy. Chắc mình xưa nay chỉ sống bên sông nước nên không biết. Mình lấy nó ở đâu vậy? Sau cơn bão tôi thấy dạt về nhiều lắm, kèm theo những mảnh vỡ của thân tàu nữa. Hả? Chúng ta mau ra đó xem thế nào. Những thỏi vàng này đều có bút tích riêng của Vạn Lịch. Chắc đã điều gì không may xảy ra với chàng rồi. Không biết nhà vua mới có cáo thị gì mà tôi thấy sáng nay quân lính giáng chi chít ở ngoài chợ kia thế. À, cáo thị của nhà vua tìm người có thể nâng được pho tượng phỏng ngoài đến đông đầu làng đó. Là sao? Mình nói rõ xem nào. Nhà vua bị bệnh nặng, không thuốc gì chữa được. Tìm hiểu ra mới biết ngôi đền đông nơi vua phát tích có pho tượng phỏng, không hiểu tại sao lại bị đổ. Kỳ lạ là bao nhiêu quân lính cũng không thể nâng được pho tượng ấy. Tưởng gì, việc đó chắc tôi làm được. Mình nói thật không? Chứ sao, pho tượng đó ngày xưa đi đánh dặm, tôi vào đó chơi suốt. Xem ra mình có vẻ có duyên với pho tượng này rồi. Mình ra nâng thử xem sao. Ta rất cảm kích vì công lao cứu ta khỏi bạo bệnh, nhưng ta mang chức vụ nhỏ này, nhất định hai người không được từ chối. Đó là chức vụ tuần ti, ngồi thu thuế bên sông. Ta tin hai vợ chồng nhà ngươi sẽ hoàn thành tốt công việc ta giao phó lần này. Bệ hạ đã nói vậy, chúng thần xin tuân lệnh. Kia có cái trạm tuần ti khá lớn mới dựng lên, mình hãy cứ vào trong đó nghỉ ngơi, biết đâu có thể xin được chút lộ phí đi đường. Người lạ, nhà ngươi từ đâu tới, danh tính là gì? Dạ, tôi là người lang bạc nhiều nơi, nay đây mai đó, tên là Vạn Lịch. Vạn Lịch? Há chẳng phải trước đây người giàu có nhất nhì nước ư? Sao giờ lại lâm vào cảnh này? Dạ thưa, tôi đi tàu gặp phải cơn giông bão, tàu bị lật, tài sản mất hết, phút chốc lâm vào cảnh tay trắng. Vậy còn người vợ năm xưa mà ngươi nhẫn tâm đuổi đi thì sao? Sau bao năm tôi chưa bao giờ hết dai dứt khi nhớ lại chuyện cũ. Tôi có tội với nàng nhiều quá. Nhưng sao phu nhân biết? Có lẽ nào sao ta thấy giọng nói quen quen. Phải, chính là nàng. Chuyện cũ đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Tất cả số vàng rơi trên sông có chữ Vạn Lịch, chúng tôi nhặt được đã cất cẩn thận, giờ xin trả lại cho chủ cũ. Tự tôi đã làm mất, phàn bạc bây giờ cũng vô nghĩa mà thôi. Xin cáo biệt, ta sẽ bãi chúc phúc cho hai vợ chồng nàng. Mai Thị sau đó đã tâu vua dùng toàn bộ số vàng của Vạn Lịch đúc thành một loại tiền mang tên tiền Vạn Lịch, rồi đem phân phát cho người nghèo để đồng tiền nhân nghĩa còn mãi với đời. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sun Pharma. Tiệm bánh nụ cười. Con trai này, con vào đây, ba có chuyện muốn nói. Dạ, vâng. Ba mở tiệm bánh nụ cười này cũng đã gần 20 năm, nay ba đã già.
muốn về quê chăm sóc cây kiểng, sống an nhàn. Còn con thì cũng đã khôn lớn trưởng thành. Ba muốn giao lại tiệm bánh cho con thấy sao? Dạ, nếu ba đã tin tưởng con như vậy thì con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba thất vọng đâu ạ. Tốt, thế mới là con trai ta. Ba tin vào con. Con cứ làm những gì bấy lâu tiệm bánh nhà ta đang làm là được. Thời gian qua, tiệm bánh của chúng ta đã rất phát triển. Tuy nhiên, thị trường ngày càng tăng mà số lượng bánh làm ra vẫn vậy thì không ổn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tăng số lượng lên gấp đôi. Ôi, không được đâu anh. Bánh của tiệm ta đặc biệt là ở chất lượng. Quy trình làm bánh rất nghiêm ngặt, lại chỉ thợ lâu năm mới làm được. Giờ mà tăng số lượng lên nhiều như vậy thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nguyên liệu của chúng ta vốn rất hiếm, chỉ có thể nhập được một lượng nhất định mỗi tháng, làm sao mà đủ được ạ? Vậy thì không dùng những nguyên liệu đó nữa. Chúng ta sẽ thay bằng những nguyên liệu dễ tìm được, có trong nước. Các cậu không hiểu à? Giờ là thời buổi kinh doanh, phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu, như thế tiệm mới phát triển được. Nhưng như vậy thì... Không nhưng gì cả, tôi đã quyết rồi. Ngày mai sẽ liên hệ, tìm nguồn nguyên liệu mới. Tiếp theo là tăng số lượng. Một thời gian sau, ôi ba, sao ba lại ở đây? Ba lên sao không gọi con ra đón? Ba muốn đến thăm con và tiệm bánh thôi. Con bận thế thì đưa đón làm gì? Ba đi taxi cho tiện. Mà ba thấy hình như tiệm hơi vắng khách. À, vâng ạ. Cho ba một miếng bánh và tách trà. Lâu rồi ba không được nhâm nhi hương vị bánh nhà mình. Nhớ quá. Dạ, để con xuống bếp làm ngay cho ba một chiếc ạ. Không cần đâu, trong tủ còn rất nhiều mà. Lấy cho ba tạm một cái đi. Nhưng mà... Lấy cho bác một chiếc bánh và một tách trà nhé. Dạ, vâng ạ. Mời bác dùng. Do con làm à? Dạ, do con làm ạ. Ừ, con có biết nó khác trước, đúng không? Dạ. Vậy, nó khác chỗ nào? Dạ, có thể là do nguyên liệu có một chút thay đổi ạ. Không phải, nó thiếu một thứ. Thưa ba, thiếu thứ gì vậy ạ? Con biết sao, ba lại đặt tên tiệm bánh là nụ cười không? Dạ, không ạ. Ba đã từng nói rằng ba luôn muốn làm ra những chiếc bánh có thể khiến mọi người hạnh phúc, mang nụ cười tới bất kỳ vị khách nào tới đây. Chiếc bánh không chỉ cần những thứ nguyên liệu ngon, sạch nhất, mà còn cần cả tâm huyết, trái tim của người làm bánh đặt vào trong đó. Thiếu những thứ ấy, cửa tiệm sẽ vắng khách ngay. Con đã thấy chưa? Ba, con hiểu rồi ba ạ. Con thật nông cạn. Con hứa với ba sẽ đưa tiệm bánh nụ cười vào đúng đường của nó. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Vật Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!